có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ý kiến được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp năm 2018 vừa diễn ra ngày hôm nay. Đến dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội và gần 300 đại diện của cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Theo đại diện Hội Cao su Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp trong thời gian qua đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của thành phố. Đơn cử là quy trình đăng ký kinh doanh nhanh chóng, tiện lợi hơn. Tuy nhiên, bên cạnh điểm tích cực này, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là quá trình cải cách này vẫn chưa thực sự đồng bộ. Sau khi đăng ký kinh doanh rồi, chúng ta phải xin giấy phép xây dựng, xin giấy phép chuyên ngành, xin cái giấy phép xây dựng để 6 đến 10 tháng. Thì các doanh nghiệp để xây dựng nhà máy xong thì mất qua cơ hội kinh doanh rồi, mất cái khách hàng rồi. Thì đây là những cái khó khăn mà chúng tôi nghĩ là ở cấp dưới, cấp mà thừa hành của làm cần phải cải cách hành chính mạnh hơn nữa. Thấu hiểu được khó khăn của doanh nghiệp, trên tinh thần của nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp bất thường đã thông qua hẳn một nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính gắn với sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Điều quan trọng là làm sao để kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công của thành phố phải là thực chất chứ không chỉ là những con số. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới cái cải cách thủ tục hành chính sẽ còn mạnh mẽ hơn, giúp cho người dân cũng như là doanh nghiệp là tiếp xúc với các thủ tục hành chính, gặp các công chức viên chức nhà nước với tinh thần những người phục vụ dân, những người phục vụ doanh nghiệp. Kiến nghị thành phố tiếp tục siết chặt vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng trên nóng mà dưới lạnh, trên chuyển dưới chưa chuyển. Thành phố nên đưa ra những giải pháp cụ thể, trong đó phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện công vụ của các cơ quan cấp dưới, làm sao để rút ngắn được thời gian xử lý các cái thủ tục cũng như là rút ngắn các cái thành phần hồ sơ cần thiết, làm sao để các dự án đầu tư được triển khai nhanh. Nhìn chung là những kiến nghị của các doanh nghiệp là phù hợp với cái xu thế tình hình phát triển của thành phố, các hiến kế rất là đúng, thành phố sẽ tiếp thu chỉ đạo cho các sở ngành để triển khai thực hiện trong một thời gian tới, tập trung cho vấn đề là cải cách hành chính, làm sao thoát gỡ những cái khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả. Ngoài ra, để thực sự tạo được môi trường đầu tư hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp thành phố cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến việc thuận lợi hóa việc tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố sẽ công khai minh bạch hơn trong các dự án đầu tư công nhằm tạo cơ hội thị trường mạnh mẽ cho doanh nghiệp và triển khai quyết liệt hơn chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua những chính sách mới trong thời gian tới.